Chào các bạn, quen cờ tướng. Hôm nay mình làm phần tiếp tục của ván cờ thuận pháo hoàn sa phá trực xa dùng mã cột. Ván cờ này mình cũng trích đoạn trong cuốn sách Quốc Trung Bí. Ván cờ này rất là hay và độc đáo, độc địa, cực kỳ hay. Mà các bạn hãy đón xem. Trước tiên bên đỏ sẽ bào pháo, bên đen cũng bào pháo. Sau đó bên mã lên, bên đen phi mã lên. Kế tiếp xe phi lên, bên đen ngang qua, sau đó xe đi ngang qua, xe đỏ bên đen sẽ bay sĩ lên. Kế tiếp mình sẽ đưa xe xuống dưới để đổi mã bắt pháo, sau đó pháo sẽ phi lên bay ra biên. Kế tiếp mình ấn tốt lên, bên đen nhấn xe xuống, sau đó mình sẽ phi mã lên, bên đen sẽ ăn tốt mình. Kế tiếp mình sẽ phi mã lên. Kế tiếp nữa bên đen sẽ phi tốt lên, mình dùng mã ăn tốt của bên đen. Sau đó bên đen sẽ nhấn tốt xuống để lách xe qua bắt mã mình, nhưng mà mình đã biết vậy để cho bên đen ăn mã mình luôn. Mình sẽ bay con xe mình lên. Kế tiếp bên đen xe qua ngang qua, mình sẽ tắt xe đỏ mình ngang qua cột 4. Bên đen sẽ nhấn tốt xuống để ăn mã mình. Mình sẽ phi mã xuống. Sau đó bên đen sẽ lùi xe lại. Kế tiếp sẽ phi xe lên. Sau đó bên đen sẽ lấy tốt ăn mã mình. Kế tiếp mình lấy xe, lấy pháo ăn tốt. Xe đen sẽ lùi về. Kế tiếp mình sẽ nhấn xe xuống. Đây mình có hai cách đi, một mình đi ngang qua, hai là mình đi xe xuống. Mấy ván trước mình đã làm xe đi ngang qua, nhưng mà trong ván này mình sẽ làm xe đi xuống ha. Kế tiếp bên đỏ, bên đen sẽ phi xe lên, sau đó mình sẽ dùng xe đâm thẳng xuống chiêu tướng. Tướng đen không thể ăn được ngang qua được, tại vì nếu ăn ngang qua đã có mã nằm sẵn và chờ đợi mà phục sẵn. Chỉ còn một nước là bên đen bắt buộc phải sập sĩ. Bên đen đã sập sĩ ăn xe mình, mà bên mình đã thí một con xe. Mình sẽ lùi con mã về chiếu tướng. Tướng đen không có thể bay lên được, tại vì đã có xe đã nằm sẵn phục sẵn rồi. Bởi vậy chỉ có nước là đem xe ngang qua đỡ chân mã. Xe đỏ của mình chỉ có nước là đi ngang qua ăn xe đen, lượm xác xe đen. Rất là hay, đọc qua các bạn ơi. Sau đó xe bên đỏ sẽ bay sĩ lên. Kế tiếp mình sẽ dùng con xe ăn con sĩ. Bên đen vừa chiếu bằng xe và vừa chiếu bằng bằng mã, rất là độc. Bên đen không có thể sập sĩ xuống mà ăn xe mình được, tại vì nếu mà sập sĩ xuống ăn xe mình thì có con mã mình đã nằm sẵn đánh vào tướng bên. Bởi vậy con tướng đen chỉ có một nước là ăn ngang qua. Và để kết ván cờ này, mình sẽ dùng chiêu mã đầu pháo hậu. Chiêu tương. Chiêu thế này rất là đơn giản, là dùng con mã và dùng con pháo chiếu tướng. Đen chết luôn, tại vì tướng đen không có thể đi thẳng lên, đã có pháo bổ và ngang qua thì đã có mã bổ. Bởi vậy tướng phải đành chịu thua. Ván cờ này rất là độc các bạn ơi. Hy vọng các bạn sẽ học hỏi và tham khảo. Và chúc các bạn chơi cờ tướng vui vẻ và thành công.